tỷ phú giàu nhất nước Mỹ dặn con, muốn giàu phải giấu một thứ, đó là gì? Tỷ phú John Davison Rockefeller là người đã sáng lập nên đế chế dầu mỏ lừng lẫy, tập đoàn Standard Oil. Nắm giữ khối tài sản có giá trị gần 2% giá trị nền kinh tế quốc gia, tỷ phú này được xem là người Mỹ giàu có nhất mọi thời đại và người giàu nhất trong lịch sử hiện đại. Bắt đầu từ hai bàn tay trắng với khó khăn vô vàn nhưng nhờ vào sự nỗ lực và ý chí tuyệt vời, ông từng bước xây dựng đế chế kinh doanh của riêng mình. Không chỉ là doanh nhân giỏi, John Davison Rockefeller còn là một người cha tuyệt vời. Trong những lá thư của mình, vua dầu mỏ từng dặn dò cậu con trai ba điều quan trọng để có thể tiếp nối sự giàu có của mình. 1. Có một thứ càng khoe khoang càng gặp sóng gió nên phải biết che giấu. Một trong những lời dặn dò kinh điển nhất của vua dầu mỏ Mỹ đó là, một kẻ rêu rao về trí thông minh chính là kẻ ngu ngốc. Còn người biết giả ngốc mới thật sự thông minh. Qua câu nói này, vị tỷ phú giàu có nhất lịch sử Rockefeller đã dặn các con nên giấu kín sự khôn ngoan, chớ nên cho thiên hạ biết bởi càng khoe đời người càng gặp nhiều sóng gió. Theo vua dầu mỏ, so với phô bày trí thông minh, giả ngu ngốc có rất nhiều lợi ích. Quan trọng nhất là để cho người khác thả lỏng cảnh giác. Sau đó bạn tóm lấy cơ hội, lặng lẽ đứng đầu và khiến mọi người kinh ngạc. Ông cũng giải thích thêm cho con rằng bản chất con người là điều khó lường nhất. Vì vậy không phô trương sự thông minh là tốt nhất, có như vậy thì con mới tránh được sự cạnh tranh gay gắt và tiêu cực. Tuy nhiên, cần phải hiểu biểu hiện ngốc nghếch ở người thông minh chính là một loại trạng thái bình tĩnh, họ thấu hiểu hết tất thảy đạo lý ở đời nhưng lại không thể hiện ra, có như vậy đại sự mới dễ thành. 2. Muốn giàu có thì phải chấp nhận một điều không ai mong muốn. Trong thư gửi con, tỷ phú John Davison Rockefeller có viết, đa phần sự an toàn tuyệt đối sẽ không giúp cho chúng ta giàu có. Để có được phần thưởng, chúng ta luôn phải chấp nhận những rủi ro cần thiết đi kèm. Cuộc sống chẳng phải là như vậy sao? Không có chuyện mãi mãi, chắc chắn sẽ có tiến hoặc lùi. Cha tin rằng thận trọng không phải là công thức hoàn hảo để thành công. Bất kể làm gì trong cuộc sống này, chúng ta vẫn phải lựa chọn giữa rủi ro và an toàn. Và đôi khi, cơ hội chiến thắng sẽ đến chỉ khi con chấp nhận rủi ro lớn hơn nhiều so với an toàn. Tỷ phú Mỹ muốn con trai ghi nhớ điều này bởi bản thân ông đã từng trải qua và hiểu được rằng việc tích lũy tài sản buộc họ phải chấp nhận những rủi ro, trong đó có rủi ro tài chính. Và điều này cần đến lòng dũng cảm. Chỉ khi chấp nhận được điều không ai muốn thì mới có thể ngồi ở những vị trí ít ai có thể đạt được. 3. Tránh kết giao với người có ba tật xấu kẻo kéo nhau thụt lùi. Rockefeller tin rằng một người có thể giàu lên hay không liên quan mật thiết đến việc anh ta có những phẩm chất nào. Vì vậy, để giúp con trai lĩnh hội kinh nghiệm kinh doanh và sự khôn ngoan trong cuộc sống, Rockefeller đã nhắc nhở con trai nên tránh xa người có ba đặc điểm sau đây. Dễ bốc đồng, Rockefeller đã nhắc nhở con trai mình, sự bốc đồng luôn là kẻ thù đáng sợ nhất của chúng ta. Nếu kiên nhẫn có thể giải quyết được những xung đột vốn không nên xảy ra, thì sự kiên nhẫn ấy luôn có giá trị. Ngược lại, sự nông nổi không thể giải quyết được khủng hoảng mà còn mang đến tai họa lớn hơn. Hãy nhớ rằng, phải giữ sự kiên nhẫn trong cơ thể con mỗi ngày, và nó sẽ mang lại cho con niềm vui, cơ hội và thành công. Thích bao biện, Rockefeller từng nói, tôi khinh bỉ những lời bào chữa, bởi vì đó là hành vi của những kẻ hèn nhát. Tôi thương hại những người luôn bao biện, bởi vì bao biện là nguồn gốc của sự thất bại. Theo tỷ phú này, thích bao biện là một loại bệnh, những người mắc bệnh này đều là kẻ thua cuộc, không có ngoại lệ. Do đó, ông dặn con mình hãy tránh xa những người thích bao biện và hãy tự ngẫm lại bản thân. Đừng trở thành một người bao biện. Người dễ dàng từ bỏ. Từ bỏ là điều dễ dàng nhất trên thế giới này, và thành công thường đến sau sự nỗ lực, kiên trì và bền bỉ. Rockefeller đã nói với con trai mình, con sẽ không bị đánh bại trừ khi con bỏ cuộc. Người xưa thường quan niệm rằng không ai giàu có ba đời, nhưng sự giàu có của gia đình Rockefeller đã truyền qua 6 đời và vẫn không hề có dấu hiệu suy giảm. Sự thịnh vượng ấy có liên quan rất lớn đến nền giáo dục của gia đình họ. Những ý tưởng chính của việc giáo dục đó bắt nguồn từ những bức thư do Rockefeller viết cho con trai mình. Quả thực ngẫm lại những lời khuyên người cha tỷ phú nhắn nhủ con trai, ai cũng hiểu lý do giúp gia tộc này lại giàu tới 7 đời.